Xin chào quý vị và các bạn trở lại với channel Hùng Xe Hơi. Thì trong video này thì bên em cũng đang còn một số màu xe của phiên bản Honda HRV sản xuất 2020 nhé. Bên em đang thanh lý mẫu xe này với cái mức khuyến mại ưu đãi cũng khá là tốt. Thì hiện nay với thị trường như ở Bắc Ninh, Honda HRV phiên bản L và bên em còn màu đỏ, trắng, đen. Hiện nay cái mức giá niêm yết của mẫu xe này đang là 871 triệu đồng. Giá bình thường là chúng ta đóng thuế theo mức giá là 866 triệu đồng nhé. Tuy nhiên thì với Honda, một số màu như là đỏ này, trắng này thì chúng ta đắt hơn 5 triệu. 871 triệu đồng, và hiện nay thì cái tổng khuyến mại như bên em đang chào bán cho khách hàng cả tiền mặt và phụ kiện sẽ là 130 triệu đồng. Nếu quý khách hàng có nhu cầu thiện chí mua thì thông thường bên em sẽ giảm trực tiếp từ 80 đến 85 triệu đồng vào tiền mặt và 40 triệu đồng tiền phụ kiện kèm theo. Với cái mức giảm như này thì chúng ta lăn bánh tại thị trường tỉnh như ở Bắc Ninh thì mẫu xe Honda HRV này chúng ta sẽ lăn bánh dao động vào khoảng từ 880 triệu đồng đến 885 triệu đồng. Tùy vào lượng xe còn lại và cũng như là thời gian quý hàng lấy xe thì để có cái mức giá khuyến mại và cũng như là cái báo giá sát nhất tại từng thời điểm mà quý hàng tham khảo thì có thể vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua like đăng kèm ở trên video. Với những quý khách hàng trả góp thì chúng ta trả trước tối thiểu 20% giá trị xe cộng với chi phí lăn bánh. Thì các bác chuẩn bị giúp em là dao động từ 250 đến 260 triệu đồng nhé. Hàng tháng chúng ta trả xấp xỉ khoảng 10 triệu. Nói nhanh qua về mẫu xe này thì đây là mẫu crossover gầm cao và có thể nói là nó cũng đứng đầu về cái giá bán cũng như là cái độ rộng rãi của cái phân khúc này. Khi mà chúng ta lăn bánh gần 900 thì hiện nay chúng ta có quá nhiều lựa chọn như là Hyundai Tucson này, Mazda CX-5 hay là Toyota Cross. Chưa kể những mẫu xe như là Outlander hay là Xpander với cái mức giá rẻ hơn. Tuy nhiên thì Honda thì luôn được biết đến là một thương hiệu đến từ Nhật Bản, bền bỉ, tiết kiệm, chi phí nuôi và bảo dưỡng thấp. Để được tư vấn tốt nhất về phiên bản cũng như là giá khuyến mại theo thời điểm quý khách hàng tham khảo thì quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với em qua hotline ở trên màn hình, qua hotline đang đi kèm ở trên video để được báo giá tốt nhất tại thời điểm mà mình đang tham khảo. Xe thanh lý thì bên em chỉ còn vài xe thôi, quý khách hàng tham khảo thì cứ mạnh dạn bốc máy alo giúp em. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại trong những video thanh lý xe hàng tiếp theo.